Bây giờ chúng ta cùng nhau làm những cái tia nắng cho cảnh của chúng ta. Các bạn tắt hai đối tượng này đi. Các bạn nhấn cần chân T trên bàn phím và chọn đối tượng này. Khi không cần chân T được, tức là chúng ta không transform được, các bạn nhấn nút vào đây, mở khóa ra. Tôi nhấn cần chân T. Sau đó chúng ta nhấn phím cần chân R bàn phím để bật lưới lên. Các bạn cứ chặt chặt trái, nhấn vào, kéo ra, tạo thành đường gióng suốt vào chính giữa. Tiếp tục. Đó, chúng ta enter trên bàn phím để bỏ transform. Bây giờ các bạn lần lượt dùng cái vùng chọn này, bấm vào đây, bắt vào giữa này. Và vẽ. Vẽ lần lượt tôi các vùng chọn có hình dạng tia nắng. Như ship để vẽ thêm. Bắt từ giữa ra thôi. Chúng ta sẽ vẽ rất nhanh. Tiếp tục ship. Nếu các bạn muốn tia nó nhỏ thì chúng ta vẽ vùng chọn nhỏ hơn. Tôi vẽ tia có lớn có nhỏ cho hợp lý. Ok, tôi vẽ gần này vùng chọn mà thôi. Sau khi có tất cả các vùng chọn này, chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào biểu tượng này hoặc nhấn phím Q trên bàn phím. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt sao chép các vùng chọn này bằng cách như sau. Các bạn chọn về ô này. Kéo từ ngoài vào cái phần này. Sau khi kéo được rồi, chúng ta nhấn tổ hợp phím Alt Tab Ctrl T vừa copy vừa transform đối tượng. Chúng ta bấm vào cái tâm di chuyển qua bên này. Các bạn chuột phải vào và chọn đối xứng qua cái chiều ngang của màn hình để chúng ta được vùng chọn khác. Sau đó chúng ta Enter, cần chân D bỏ chọn và tiếp tục chọn phần trên này. Bạn tiếp tục Alt Tab Ctrl T và cầm cái vùng chọn này. Xin lỗi các bạn, cầm cái tâm này chuột phải đối xứng theo chiều này, sau đó enter và trên D bỏ chọn. Bây giờ các bạn bấm lại đối tượng này thì chúng ta đã sao chép được rất nhiều vùng tròn rồi. Công việc của chúng ta là tạo một cái layer mới và fill cho nó cái màu ở trên. Các bạn nhấn Alt Delete phần trên D bỏ chọn. Bây giờ tôi zoom nhỏ lại để đối tượng này đẹp hơn. Chúng ta làm như sau. Các bạn vào Image, chọn các bạn size để chúng ta resize lại đối tượng này. Bấm vào đây và chuyển đối tượng này về pixel. Tôi nhập trên 1000 và dưới cũng 1000. Đó, chúng ta ok. Sau ok xong, các bạn chọn đối tượng này, có thể nhấn phím V bàn phím hoặc bấm về đây chọn vào nó. Các bạn vào filter blur, chọn gradient blur và chuyển qua chế độ zoom và kéo cao lên. Ok, bạn thấy mỗi lần zoom nó sẽ cho chúng ta mờ nhạt từ ngoài vào. Chúng ta làm lệnh lần nữa bằng cách bấm vào đây cần chuyển F. Có thể chúng ta làm 3, 4, 5 lần. Ok rồi, sau khi zoom xong chúng ta có thể làm tiếp. Các bạn vào filter blur và cũng chọn vào chính cái gradient blur này và chọn kiểu scene. Và thông số đây tôi cho khoảng bằng 5 thôi, nhỏ thôi. Ok, bạn thấy có sự chuyển động chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng resize lại tấm hình này và image các bạn size và chọn pixel nhập từ 1000 để lấy lại tấm hình gốc. Ok, khi hộp thoại thông báo chúng ta nhấn Done Show Game và Forest. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện xong những tia nắng. Công việc chúng ta bây giờ là chọn đối tượng này, hiển thị lên và di chuyển cái tia này đúng vị trí mà thôi. Nếu muốn chúng ta có thể giảm maxi, giảm được thông số của nó đi, hợp lý. Nó sẽ khoảng 80%. Enter.